Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang hiện diện tại Học viện Thánh Giuse Dòng Tên Việt Nam, nơi sẽ diễn ra lễ phong chức linh mục cho 6 thầy phó tế của tỉnh Dòng Tên Việt Nam vào ngày 3 tháng 12 năm 2018. Hôm nay, truyền thông Dòng Tên Việt Nam thực hiện cuộc phỏng vấn ngắn với quý thầy tiến chức linh mục. Chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi, lắng nghe những ước mơ và thao thức của quý thầy về sứ vụ linh mục mà quý thầy sắp được lãnh nhận. Chào thầy. Xin thầy cho biết đâu là mẫu linh mục mà người giáo dân đang chờ đợi nơi mình. Tôi nghĩ trước hết một người linh mục mà giáo dân chờ đợi thì cũng là một người linh mục mà Thiên Chúa chờ đợi. Đó là một người linh mục hạnh phúc, lấy Chúa làm niềm vui và có Chúa làm khuôn mẫu, sống theo gương của Chúa và diễn tả cái tình thương đó nơi các công việc mục vụ, nơi việc cử hành các bí tích, đặc biệt bí tích giải tội và bí tích thánh thể. Thật lòng mà nói thì tôi cũng không biết là giáo dân chờ đợi một mẫu người như thế nào nơi tôi. Tôi chỉ biết là mình được mời gọi để có thể họa lấy hình ảnh của một vị linh mục tuyệt vời, đó là Đức Giêsu Kitô mà thôi. Tôi thấy Ngài là một vị mục tử giàu lòng thương xót, gần gũi với mọi người, luôn mang niềm vui và sự nâng đỡ cho những ai cần đến, quan tâm đến những người sa ngã. Tôi được mời gọi để sống những giá trị ấy, và tôi nghĩ chắc là giáo dân cũng mong đợi nơi tôi có một thái độ và cùng cách hành xử như vậy. Theo như mình thì mẫu người linh mục mà những người giáo dân chờ đợi á, đó là một mẫu người biết lắng nghe. Khi mình nói một mẫu người biết lắng nghe, theo nghĩa là một người biết lắng nghe tiếng của Chúa, ngang qua cái đời sống cầu nguyện của mình, ngang qua những cái hoạt động của mình có thể nhận ra được cái tiếng Chúa nói với mình, biết lắng nghe những cái thao thức, những cái tâm tư và những cái bẩn tâm của những con người và mình đang phục vụ. Theo suy nghĩ của cá nhân tôi, người giáo dân luôn mong chờ người mục tử của họ là người có khả năng kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và là một người gần gũi với lại đoàn chiên của mình. Tôi nghĩ rằng mỗi người linh mục mà giáo dân chờ đợi nơi các mục tử đó chính là một hình ảnh của một Chúa Kitô khác, đặc biệt một Chúa Kitô biết cảm thương, biết thương xót và biết nâng đỡ nhu cầu của những người đang cần đến mình, đặc biệt là những người nghèo. Tôi thấy có ba cái điều mời gọi bản thân tôi để sống ơn gọi là một linh mục. Trước hết trở về với cái nền tảng của định nghĩa về một người Giêsu hữu, tôi tạm mượn cái định nghĩa đó để nói về ơn gọi linh mục của mình. Linh mục là một người tội nhân được Chúa thương mời gọi để tôi biết tôi cần phải quy về đâu trong đời sống như là một linh mục. Thứ hai đó là làm sao để tôi có thể sống sự kết hiệp mật thiết với Chúa mỗi ngày. Đó cũng là cái con đường mời gọi tôi nên thánh trong ơn gọi linh mục. Đặt mình trong bối cảnh của con người và thế giới hôm nay, tôi thấy mình được mời gọi trở nên một linh mục của hy vọng, con người của hy vọng, là người có niềm hy vọng và là người gieo hy vọng cho những người khác mà mình gặp gỡ được sai đến. Xin thầy cho biết cảm tưởng của mình khi chuẩn bị lãnh nhận thờ tác vụ linh mục. Tôi có hai cảm tưởng. Cảm tưởng thứ nhất đó là hạnh phúc bởi vì mình sắp được bước vô một giai đoạn mới với một cái tác vụ mới mà mình có thể thực hiện các thừa tác vụ về bí tích giúp ích cho giáo hội. Tâm tình thứ hai đó là cảm thấy biết ơn vì dù mình bất xứng nhưng Chúa vẫn thương chọn gọi để trở nên một người linh mục của Chúa. Biết ơn dòng đã tin tưởng cũng như là huấn luyện mình qua bao nhiêu thời gian. Trước hồng ân cao cả mà tôi sắp lãnh nhận thì tôi thấy trong lòng mình pha trộn rất là nhiều cảm xúc. Trước hết đó là tâm tình biết ơn Chúa, biết ơn dòng đã khổ công đào luyện tôi và tin tưởng cho phép tôi lãnh nhận thiên chức linh mục dù tôi vẫn còn rất là nhiều bất xứng và giới hạn. Thứ đến tôi cảm thấy rất là vui vì với thiên chức linh mục thì tôi có thể giúp ích nhiều hơn cho sứ mạng mà tôi đang lãnh nhận. Cũng có một chút gì đó hồi hộp và lo lắng bởi vì tôi không biết rằng liệu mình có thể trung thành và làm cho ơn gọi mình đang lãnh nhận được trở nên phong phú và sinh hoa kết quả không. Tuy nhiên, hơn hết tôi vẫn cảm thấy mình rất là hạnh phúc vì như câu lời Chúa mà tôi chọn cho kim chỉ nam của mình là hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình được mời gọi để ở lại với Chúa cách sâu xa hơn trong thiên chức linh mục. Thì cái tâm trạng đầu tiên của mình đó là một cái tâm trạng tạ ơn Chúa vì Thầy mình bẻ nhỏ trước cái hồng ân lượn lao này. Dòng đã chuẩn bị cho mình qua những con người cụ thể
rồi qua những con người mà mình gặp gỡ. Tôi cảm thấy có rất nhiều niềm vui, tôi thực sự cảm thấy ngỡ ngàng và cảm thấy được cái tình thương của Thiên Chúa đặc biệt dành cho cuộc đời của mình, cũng như cảm thấy được lời mời gọi đáp trả lại tình thương ấy bằng chính đời sống mà Thiên Chúa đã trao ban cho mình. Tôi cảm nhận rằng thiên chức linh mục là một hồng ân lớn lao Chúa ban cho giáo hội và Chúa ban cho dòng tên, và đặc biệt cách riêng Chúa ban cho bản thân tôi để tôi có thể hoàn thiện chính mình trong con đường mà Chúa mời gọi. Ba cái cảm nhận của tôi lúc này được gợi lên, thứ nhất từ câu của Đức Benedicto thứ 16 nói với các cha trong tổng hội 35 của dòng: giáo hội chờ đợi nơi anh em, tin tưởng nơi anh em và hy vọng nơi anh em. Điều thứ hai là gợi hứng để tôi sống ơn gọi linh mục của mình, đó là câu lời Chúa tôi chọn ở trong thư Galat: ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Và cuối cùng đó là tôi cảm thấy lúc này mình được mời gọi trong suốt đời sống ơn gọi của mình như là một linh mục, đó là lòng biết ơn đối với Chúa và với dòng. Xin thầy cho biết đâu là ước mơ và thao thức về sứ vụ mà thầy sắp lãnh nhận. Ước mơ của tôi thì theo cái câu ý lực mà tôi chọn lựa cho cái ngày chịu chức của mình, đó là tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của người bền vững muôn năm. Và ước mơ của tôi cũng chính là tôi cảm nghiệm được cái tình thương đó và mang tình thương đó nơi những cái công việc và sứ mạng tôi được trao phó. Trong dòng thì là trong việc giúp linh thao và đồng hành cá nhân. Sau khi lãnh nhận chức linh mục thì tôi vẫn tiếp tục sứ mạng của mình tại tập viện. Tôi ao ước có thể dùng hết mọi nén bạc Chúa trao để có thể huấn luyện các mầm non ơn gọi của dòng, giúp các em biết Chúa, biết dòng và biết mình hơn, để có thể đi đến xác tín cách mạnh mẽ và quyết liệt vào chọn lựa của mình. Rộng hơn, tôi mong ước có thể dùng linh đạo y nhã mà tôi đã lĩnh hội được để giúp mọi người khác trên bước đường thiêng liêng, làm sao để họ có thể tìm và thấy Chúa trong mọi sự. Tôi nghĩ rằng con người ngày nay thì đang cần có một nhu cầu rất là mãnh liệt về đời sống thiêng liêng. Và tôi tin là linh đạo y nhã với khoa sư phạm của Ngài vẫn chưa lỗi thời. Nếu không muốn nói là nền linh đạo ấy vẫn còn rất phù hợp để huấn luyện thiêng liêng và nhân bản cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ là mình sẽ dấn thân nhiều hơn trong lĩnh vực này. Khi mà nói đến cái sự màng trong tương lai hay hiện tại của mình, thì mình có một cái muốn chia sẻ một cái điều nhỏ nhỏ thế này. Khi mình là một sinh viên thì mình có cơ hội để linh thao. Và khi linh thao đó thì mình có một cái ước mơ, đó là sau này mình có thể trở thành một người có thể giúp linh thao cho những người trẻ. Và cái ước mơ đó vẫn còn tiếp tục chạy bóng trong cái quá trình mình ở trong dòng. Và trong cái sự màng hiện tại của mình á, mình cũng cảm thấy được mời gọi, đó là trở thành một con người có thể cùng với các em để lắng nghe cái tiếng mời gọi của Chúa. Chức linh mục sẽ mở ra cho chúng tôi rất nhiều những cánh cửa sứ vụ mới. Nếu được chọn lựa thì tôi thích làm việc trong môi trường mục vụ và đồng hành thiêng liêng. Vì nơi ấy tôi thấy được rằng đây là lĩnh vực tôi có nhiều đam mê và phần nào thích hợp với lại năng lực của chính bản thân tôi. Tôi cảm thấy được nhiều thao thức và nhiều mời gọi để có thể làm việc trong lĩnh vực này. Sứ vụ của dòng tên đó là phục vụ đức tin và thăng tiến công bình trong thời đại ngày nay. Và sứ vụ của tôi có thể trong tương lai nhấn mạnh hơn đến yếu tố mục vụ trong tư cách là người mục tử của Chúa Kitô, đặc biệt phục vụ những người nghèo và những người bị bỏ rơi. Ước mơ của tôi về sứ vụ, có rất nhiều sứ vụ sẽ được dòng trao cho tôi trong cái đời sống như là một Giêsu hữu, là một linh mục. Tuy nhiên cái căn bản để tôi sống sứ vụ của mình, tôi thấy có 3 điều để giúp tôi sống cái điều đó. Thứ nhất đó là làm sao để tôi cùng sống với Chúa, cùng ở với Chúa và cùng đi với Chúa và cùng làm với Chúa. Một điều khác nữa đó là tôi cần đặt mình ở trong sự hướng dẫn của Thánh Thần là điều cần thiết để sống sứ mạng. Và cuối cùng, tôi thấy để sống sứ mạng của mình như là một linh mục trong thế giới ngày hôm nay, tôi được mời gọi để trở nên một linh mục của niềm vui sâu xa từ bên trong, niềm vui được khởi hứng từ niềm vui tin mừng và trở nên con người của hy vọng. Xin cảm ơn.